đi xe thuộc mà tự driving. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Giờ Trí với Tiên cúng nữa. Giờ là hôm qua có lập đàn cúng rõ ràng. There's a fire that ignites at the bottom of my heart. Ooh, me, oh my. If we open our eyes, I think we're both gonna find the need to find the need. Hello, hello. A few moments later. Chúng tôi đã tới Public Market ở Seattle. Ở đây thì rất nhiều người nhộn nhịp, nhưng mà thời tiết vẫn lạnh, gió thổi rất lớn. Đang đang chương trình có thời tiết ở Seattle. Đang chương trình có thời tiết. Hiện giờ đang đi tới the first Starbucks. Đây là cái Starbucks đầu tiên của ở Mỹ. Ở Mỹ là ở Seattle như thế này. Đúng rồi. Mỗi lần tôi đi như vậy. Thơm lắm. Đó. Mọi người nào muốn chụp logo đây chụp. Ồ, lẽ ra thế này. Logo first. Đầu tiên. Cái đó. Đó. Anh chụp hình mà. Anh đang quay. Đây. A few moments later. Giới thiệu về yogurt gì? Giới thiệu về yogurt đây là Nhà Hy Lạp Chris Yogurt. Chỗ này rất là nổi tiếng toàn bộ cái marketing này. Đây là da u tươi. Chị đang loại gì? Mình đang ăn cái này là Mary and Mary. Biểu cảm chị biểu cảm. Test thử. Trời thơm quá. Cảm giác nó rất là nó béo, nhưng mà nó không phải là béo ngậy. Vị béo rất là thanh á. Mà nó chua chua nữa, nó có mùi dâu rất là thơm. Ngon quá. Nó thể quay. Thank you.
are there, high above the clouds somewhere. Rain is falling. Chào mọi người, hiện đang tiến hành đang ở Premium Alex Seattle. Premium Alex. Alex này là trung tâm của cái brand lớn, rất là nổi tiếng, Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, tất cả những cái brand nổi tiếng, nhưng mà với cái giá thấp hơn, giảm đi một chút. Check it out. Bị phát biểu, phát biểu. Phát biểu gì? Đừng có quay đầu mặt tao. Không bị nói hả? Nói gì có mình em nói. Dạ cho chị Mai nói nè. Nói gì vậy? Mình đang Amazon Go là một cái form của Amazon, tên là Go. Song. Tell me what the future holds. You and me will paint it all in gold. And I will believe your every word. Downtown, Great Homeland. Downtown Seattle. Chọc tung. A few inches later. Mình thấy ở Seattle nó có một cái gọi là cũng cùng nói một ngôn ngữ tiếng Anh. Nhiều đồ ăn ngon hơn. A little bit of like I was never tried to like it. Come fly with.